Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các hoạt động thương mại ngày càng diễn ra sôi động và trên quy mô lớn, thì tình trạng vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng vẫn diễn biến phức tạp. Bảo vệ người tiêu dùng đã và đang trở thành một vấn đề ngày càng được cả cộng đồng xã hội quan tâm. Với chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 năm 2024 tiếp tục đưa quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng lành mạnh cho đất nước. Ghi nhận của Trang Công Thương Quảng Trị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thay vì phải đến các cửa hàng hay các chợ, siêu thị, bây giờ chỉ cần một vài thao tác trên điện thoại để đặt hàng, hoặc chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là chị Đông Phương có thể mua được những thứ mình cần, kể cả các đơn hàng ở các tỉnh thành khác, thậm chí là đơn hàng từ nước ngoài. Có thể nói, chưa bao giờ việc giao dịch mua bán lại trở nên thuận tiện như hiện nay. Bây giờ là với cái sự phát triển của các cái trang mạng thì cái việc mua sắm rất là thuận lợi. Bất cứ mặt hàng gì thì mình cũng đều có thể là mua được, vừa nhanh gọn là đấy. Nhưng mà thì mọi người cũng đều biết thì cái gì nó cũng có hai mặt đó. Thì ngoài cái nhu cầu mà được gọi là được phục vụ, gọi là tận nơi tận chỗ, thì mình nghĩ là bây giờ mọi người cũng lo về cái mặt trái, bởi vì hiện nay thì cũng đã có rất nhiều cái sự rò rỉ về thông tin rồi đó. Thì mong muốn của bản thân mình và mình nghĩ cũng như là người tiêu dùng nói chung á, thì sẽ chắc chắn là sẽ mong một cái điều là được quản lý về mặt pháp chế, về cái mặt là thông tin đấy, cũng như là cái cải kiểm định về hàng hóa. Bên cạnh việc một số doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận, thiếu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh, bán hàng kém chất lượng, hàng giả, thì một bộ phận người tiêu dùng vẫn chưa nắm hết được quyền lợi và nghĩa vụ, chưa tự chủ động tìm hiểu các quy định để bảo vệ quyền lợi của mình. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của chính người tiêu dùng và khiến tình trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng xảy ra phức tạp hơn. Trước thực trạng này, công tác nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng trước các rủi ro bị xâm hại quyền lợi, từ đó nâng cao năng lực tự bảo vệ của người tiêu dùng. Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì được chỉ đạo và khuyến khích triển khai thực hiện một cách thường xuyên liên tục từ đầu năm, và nhất là trong các cái dịp lễ Tết như là Tết dương lịch, Tết âm lịch và các cái lễ hội của quê hương đất nước, và đặc biệt là trong tháng 3 này là có ngày 15 tháng 3 là ngày bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cơ bản là trong kế hoạch này, Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cái địa phương, các cái huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn triển khai một số cái nội dung công tác cụ thể, như là tổ chức các hoạt động treo băng rôn các cái khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ người tiêu dùng ở các cái tuyến phố chính, các cái trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và các cái vùng đông dân cư ở trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai và kiểm tra giám sát cái việc bố trí các cái loại kênh đối ứng và các cái thiết bị kiểm định để giúp cho người tiêu dùng bảo vệ kiểm tra được cái số lượng khối lượng của hàng hóa, và bên cạnh đó cũng thiết lập cái công khai cái đường dây nóng để người tiêu dùng có thể là phản ánh ngay lập tức đến với các cơ quan chức năng các cái vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 có chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị căn cứ tình hình thực tế, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn. Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2024. Trong đó, tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng. Từ tháng 3 đến hết tháng 5, chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái hoạt động cao điểm về chủ đề năm 2024 là thông tin minh bạch và tiêu dùng an toàn.
Để thực hiện tốt các nội dung đó, chúng tôi tập trung vào 3 cái nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Qua đó là kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh những cái trường hợp về hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền lợi, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thực hiện ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo chủ đề năm 2024. Và cuối cùng, chúng tôi đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh là tăng cường các cái chương trình, các cái hoạt động tri ân đối với khách hàng. Với chủ đề thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, ngày quyền của người tiêu dùng năm nay đã khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn, thanh toán, sử dụng hàng hóa dịch vụ. Đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều hành vi lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trên môi trường trực tuyến. Đồng thời nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn, thanh toán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều hành vi lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trên môi trường trực tuyến. Đây cũng là lời kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để người tiêu dùng thực hiện đầy đủ quyền, được cung cấp thông tin đảm bảo đưa ra các quyết định đúng và an toàn. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý Thị trường đã triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp với các sở ban ngành trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Thì công ty cũng thường xuyên đầu tư trang thiết bị, đặc biệt là quan tâm đến số lượng, chất lượng. Thì về số lượng thì chúng tôi là thuê cả trung tâm đo lường chất lượng bên ngoài để đo lường kiểm định kỳ và thường xuyên hàng tháng thì đi kiểm tra sai số cột bơm theo quy định. Về chất lượng thì là lấy mẫu hàng hóa và kiểm tra thường xuyên đột xuất định kỳ để đảm bảo cho chất lượng đúng theo quy định. Còn các mặt hàng như ga, dầu mỡ nhờn thì các mặt hàng đóng gói chúng tôi là có tem chống hàng giả để đảm bảo cho khách hàng tiêu dùng. Việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là cái mục tiêu hàng đầu của siêu thị Copmark. Chúng tôi cũng thực hiện tuyên truyền ngày quyền của người tiêu dùng 15 tháng 3 như là treo băng rôn khẩu hiệu với cái chủ đề là thông tin minh bạch và tiêu dùng an toàn. Ở trong kinh doanh thì chúng tôi cũng chú trọng về công tác hàng hóa, giá cả, dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Đối với hàng hóa thì tất cả hàng hóa kinh doanh tại siêu thị thì có hồ sơ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hồ sơ chất lượng và giấy phép kinh doanh, rồi là tất cả hàng hóa cũng có là hóa đơn chứng từ. Hàng hóa kinh doanh tại siêu thị được kiểm soát lúc nhập hàng. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ mang lại lợi ích tiêu dùng mà còn thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội ổn định. Do đó, thời gian tới rất cần sự đồng thuận và chung tay của cả hệ thống chính trị đối với công tác này, xây dựng và phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo tính ổn định, thống nhất, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật, phục vụ đắc lực cho việc thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh và bền vững, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng một cách rộng rãi. Làm được như vậy thì công tác bảo vệ người tiêu dùng mới đạt được hiệu quả như mong đợi và thiết thực hơn. Trang công thương kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.